Top 5 nghề dễ kiếm tiền mà vốn lại ít. Thứ nhất, rửa xe. Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô và xe máy tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đây chính là cơ hội vàng cho sự phát triển của những ngành nghề dịch vụ liên quan đến xe cộ. Trong số đó có dịch vụ rửa xe được đánh giá là nghề có khả năng hốt bạc hiện nay. Bạn cần lưu ý, lúc đầu nếu chưa có quá nhiều khách thì bạn có thể thực hiện rửa một mình. Tuy nhiên, sau khi đông lên, bạn thuê thêm người để cùng làm, tránh để khách hàng phải đợi quá lâu. Bạn nên tận dụng công nghệ rửa xe không chạm. Thời gian rửa một chiếc xe đơn lẻ chỉ rơi vào khoảng 5 phút một xe tính cả thời gian rửa và lau khô. Ưu điểm mạnh nổi bật của giải pháp này đó chính là sự kết hợp rửa nhiều xe cùng lúc mà thời gian được rút ngắn đi rất nhiều lần. Bạn có thể kết hợp hoặc hợp tác thuê chung mặt bằng với những quán cà phê sân vườn. Như vậy, khi khách đến quán thì có thể tiện rửa xe trong thời gian ngồi nhâm nhi cà phê và bạn cũng không cần lo lắng đi tìm khách hàng. Số 2. Nghề thợ hàn. Hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới, nhu cầu về nhân lực nghề hàn đang ở mức rất cao. Theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nhân sự nghề hàn với tay nghề bậc cao đẳng chiếm vị trí cao nhất về tỷ lệ có việc làm sau đào tạo, đạt 92,5%. Trong thị trường xuất khẩu lao động Đài Loan, hàn cơ khí là ngành nghề khá hot bởi mức lương cơ bản cao và chế độ đãi ngộ tốt hơn một số ngành nghề phổ thông khác. Đây cũng là một trong các nguyên nhân gây thiếu hụt nhân lực nội địa. Vì vậy, học ngành này không cần lo nghĩ tìm kiếm việc làm. Cao đẳng ngành hàn chỉ mất thời gian đào tạo là 3 năm, bậc trung cấp là 2 năm, với hệ sơ cấp chỉ mất 4 tháng. Bạn có trình độ tay nghề tùy vào bậc học và với trình độ nào cũng có khả năng tìm kiếm việc làm với vị trí phù hợp. Chi phí đào tạo một khóa hệ cao đẳng ngành hàn chỉ mất từ 6 đến 7 triệu đồng một năm và đóng theo học kỳ. Quá trình đào tạo thực tiễn với máy móc và trang thiết bị đầy đủ giúp bạn có thể đi làm ngay để tự trang trải các chi phí đã học. Kỹ thuật hàn là một trong những nghề kiếm thêm thu nhập cao nhất, với những tay thợ lành nghề có mức lương từ 9 đến 10 triệu đồng một tháng. Nhu cầu xã hội ngày càng cao, nghề kỹ thuật hàn hầu như không bao giờ hết việc. Những thợ hàn tay nghề cao tham gia xuất khẩu lao động có mức thu nhập hàng tháng lên tới hàng nghìn đô một tháng. Thú vị hơn nữa là với tay nghề hàn thì bạn hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo với những thiết kế riêng biệt cho ngôi nhà của bạn trở nên đẹp đẽ và tiện dụng hơn. Nghề hot thứ 3 đó là YouTuber. Kiếm tiền với YouTube. YouTuber là người sáng tạo nội dung và chia sẻ chúng lên YouTube. Nếu bạn sử dụng YouTube và chia sẻ các video, clip quay chính mình, chia sẻ về cuộc sống thường nhật, quan điểm, kinh nghiệm, thì bạn có tên gọi khác là Vlogger. Có vô vàn nội dung mà bạn có thể tạo ra như âm nhạc, phim, hoạt hình, quay thiên nhiên, tin tức, kể chuyện, hài độc thoại. Bất cứ thứ gì bạn nghĩ sẽ có người quan tâm đều được hết. Và từ đó, chỉ với một chiếc smartphone thì bạn có thể bắt đầu kiếm tiền trên YouTube rồi nhé. Thật không ngoa khi mọi người nói rằng nằm ngủ cũng kiếm được tiền. Các cách kiếm tiền trên YouTube. 1. Kiếm tiền từ chương trình YouTuber Partner Program. 2. Kiếm tiền thông qua Network. 3. Kiếm tiền từ kinh doanh bán hàng. 4. Kiếm tiền từ quảng cáo trực tiếp. 5. Kiếm tiền từ ủng hộ của người xem. Và mới đây nhất là kiếm tiền với YouTube Short. YouTube cho phép tất cả mọi người được tạo tài khoản và chia sẻ video do chính mình làm ra với tất cả mọi người. Như vậy, bất kỳ người nào đều có thể trở thành YouTuber. Tuy nhiên, để trở thành YouTuber chân chính, bạn cần là người sáng tạo nội dung, tuyệt đối không đăng lại các video khi chưa xin phép. Đồng thời, hãy tuân thủ các chính sách và nguyên tắc cộng đồng. Bạn có thể tự học làm YouTube từ những video hướng dẫn hoàn toàn miễn phí ngay trên kênh YouTube nhé. Thứ tư, nghề cắt tóc nam. Một trong những ngành nghề đang khát nhân lực nhất hiện nay ở nước ta đó là nghề cắt tóc nam. Khi cuộc sống của con người dư giả, ngoại hình được chú trọng hơn thì nghề cắt tóc cũng phát triển mạnh mẽ.
Khác với những ngành nghề khác, khi học xong nghề cắt tóc, bạn nhanh chóng xin được việc làm tại các salon với mức thu nhập trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng, với mức chi phí cho khóa đào tạo chỉ từ 6 đến 12 triệu đồng. Khi học xong, bạn hoàn toàn có thể tự mở một salon tóc của riêng mình. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tự mở một cửa tiệm nho nhỏ mà chỉ cần một cái tông đơ, một cây lược, một cái kéo, một chiếc ghế hớt tóc và một vài món đồ lặt vặt khác là có thể kiếm được tiền. Thứ 5. Nghề môi giới bất động sản. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê lại hay mua bán bất động sản. Bất động sản luôn là nhu cầu cần thiết với mọi người, mọi thời điểm. Chính vì thế, nghề môi giới bất động sản luôn có việc làm mà không cần phải đầu tư tiền bạc nhiều cho khóa học từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không cần phải thành lập doanh nghiệp, nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đặc điểm của nghề môi giới bất động sản, lương cơ bản của công ty môi giới bất động sản trong các công ty thông thường chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng. Bù lại thì phí môi giới từ một giao dịch thành công lại tương đối cao. Ví dụ, bán được một căn biệt thự trị giá 10 tỷ thì phí hoa hồng có thể nhận được từ 100 đến 200 triệu. Mức thu nhập từ một giao dịch có thể bằng lương một năm của một nhân viên văn phòng bình thường. Thời gian làm việc linh động, không gò bó, được đi nhiều nơi, có rất nhiều cơ hội mở rộng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ. Thu nhập có tính đột phá, học được nhiều kỹ năng mềm cho công việc như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đội nhóm, kỹ năng vượt qua khó khăn và kỹ năng quản lý thời gian. Những điều kiện cần thiết với nghề môi giới bất động sản. Thứ nhất, kiên trì, nhẫn nại. Thứ hai, không tự ái. Thứ ba, hiểu và yêu nghề. Thứ tư, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Và cuối cùng là phải có chứng chỉ hành nghề.